Đây đang quay rồi đó. Đấy, được thấy chưa? Đừng sờ vào mặt nhé. Sờ vào mặt nó sẽ tắt ngay. Nè, quay sáng này. Quay sáng rõ nha. Đấy. Rõ. Rõ, thấy không? Cảm nhiên nha. Nhưng mà cái này nó quay xa thì nó chỉnh chậm cho nó nhờ. Nó lẻ. Nó nhẹ, quay xa này nhẹ. Nhẹ không gọn. Gần thì gọn. Thế ai lại gọi? Xoay xoay kia, xoay gửi gọi đâu. Đi đi nhảy, đi sang bên kia đi, hoa biến bên kia đó. Cả đuôi luôn. Nhanh. Xả xả tí tao nhanh quá. Nhanh quá là không ấy được. Chỉ nhìn thấy đèn thôi. Nhìn đèn thôi. Đấy, đến đây thì bay ra mới nhìn thấy. Đấy, nhìn thấy vòng quay, nhìn thấy vòng quay rồi. Thấy vòng không? Nhìn thấy vòng quay. Thì tôi dịch ra mặt trăng này, lấy luôn cả mặt trăng. À. Lấy cả mặt trăng. Đấy, lấy cả mặt trăng. Đấy, nghiêng cao mình nghiêng đi nữa đấy nhìn đoàn rất đẹp. Im cái này thì bay ra nó mới ấy, nó không bị què. Nhìn thấy cái cánh đuôi nó sáng choang lên đâu? Có có sáng nhất, đuôi sáng hơn cà phê đúng không? Ừ, sáng hơn. Này thành mấy vành trước đây? Ừ, này nó ba cánh thành ba vành. Đó, ba bốn vành. Ánh sáng cánh nhà quay. Rất xa. Xa quá. Không chú buông chút nuôi. Đó. Nếu nãy buông chút nuôi. Vừa vừa không? À, nhỏ. Quay nó bạc. Chút thế chứ. Đó là tay. Đây ạ. Thế. Có quay thì phải rồi. Nhìn lên đấy thì thời thì phải phán hết. Mày rõ rồi. Gần gần này nhìn rất rõ rồi. Mày quay nào được chụp qua cái đuôi ra nhé. Mà cái gì nhìn nhau. Cái này là chỗ ta tận bên này. Đấy. Ta tận bên này. Cách được đuôi ra. Tách ra. Yeah. Yeah.